Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thế Nhiều DA. Hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ với trình Alop của dự án To Spy. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video. Sau đó thì chúng ta sẽ đăng nhập tài khoản Discord Google, chúng ta làm nhiệm vụ với trình Alop ngày hôm nay. Theo trình Alop hôm nay, những người may mắn sẽ nhận được 5 đô giá trị token Spy với 3.000 người anh em nhé. Đã cùng nhau làm nhiệm vụ đầu tiên đó là follow kênh mạng số, là follow kênh Twitter. Có hai kênh Twitter các bạn follow và có bài đăng các bạn phải retweet. Chúng ta xác được. Chúng ta join tiếp vào kênh Discord. Mấy ngày này gần đây thì admin hơi bận một chút nên là cái lượng video đăng tải trên kênh không được nhiều. Mong em thông cảm, mình sẽ cố gắng cải thiện cái số lượng video đăng ở trên kênh cũng như là các cái bài đăng ở trên kênh Daran Channel để cho anh em có các dự án ra này. Ta đút vari. Ở đây thì ấn tiếp con tin này. Ấn tin tiếp. Như kiểu bài đi hơi nạ đấy. Cá mập của bạn sáp, chúng ta chọn là sáp, cá mập. Rồi chúng ta tiếp tục này, chúng ta những con tin. Rồi chúng ta sẽ lựa cho vào kênh Telegram, chúng ta có kênh Telegram Channel của dự án này, To Spy. Ở đây chúng ta ấn vào click here to prover để join thành công. Tiếp theo là join vào kênh Crypto Takedown. Ok, mình đã join trước đó nhé, chúng ta lúc con tin. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đăng ký một tài khoản ở trên To Spy. Các bạn nút sign up này. Ở đây các bạn điền username, điền email, password. Còn wallet key ấy, thì cái này chúng ta điền tùy ý anh em nhé. Wallet key cái này thì anh em nên điền cái mã pin rồi thầy nhớ thôi. Vì mã pin nó có 6 số, anh em lưu ý là mã pin 6 số nhé. Chúng ta nút verify trong email sau khi chúng ta đăng ký. Ok. Rồi cái việc đăng ký của mình đã hoàn thành. Rồi chúng ta sẽ nút con tin để tiếp tục. Chúng ta sẽ gửi cho nó cái địa chỉ ví BSC, thì cái này thì chúng ta sẽ dùng ví cá nhân đi. Các bạn sẽ dùng ví ETH ở trên chiếc clip khoảng 10 đồng, chúng ta copy và viết đây. Con tin. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với chuyện lốt của dự án To Spy. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video của Tấn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn ở video tiếp theo.